Không dừng lại ở kỹ thuật máy tính thượng thừa, ngay đến chính nhân cách của mình còn có thể lập trình được ra thì chẳng gì là không thể với Elliot Audison. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way Too Weird Movie. Mình là Thu Minh. Sau khi thành công hạ bệ AirCorp ở mùa 1, kéo theo sự đình trệ cục bộ của an ninh mạng toàn quốc, chàng hacker Elliot đã xóa nợ cho hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu người trên toàn cầu. Mạng lưới duy nhất chàng thanh niên này chẳng thể giải mã lại là bản ngã của chính mình. Vậy điều gì đang đợi Elliot trong các diễn biến tiếp theo? Hãy cùng chúng mình điểm qua nội dung mùa 2 của Mr. Robot các bạn nhé! Weirdo, go! Ở cuối mùa 1, Tyrell đã được Elliot đưa tới F-Society. Tại đây, Elliot đã cho anh ta xem một đoạn code đang được lập trình. Trong lúc Tyrell mải cắm mặt vào màn hình máy tính, Elliot lặng lẽ đi tới máy nổ bỏng ngô, nơi Darlene giấu sẵn khẩu súng. Một dòng hồi tưởng lại ùa tới. Cái ngày mà Elliot bị bố đẩy ngã khỏi cửa sổ phòng ngủ lại ùa về. Anh được đưa tới bệnh viện ngay sau đó và không gặp tổn thương quá nghiêm trọng. Nhưng vợ chồng Audison vẫn không ngừng trách móc nhau vì lo ngại khoản viện phí. Sau sự kiện hack sập AirCorp ngày 5 tháng 9 gây ra bởi nhân cách Mr. Robot, Elliot cố lấp đầy cuộc sống hàng ngày bằng việc chuyển tới sống với mẹ, nơi không có máy tính hay thiết bị điện tử hiện đại, thưởng thức mọi bữa ăn trong ngày với người bạn mới quen, Leon, và theo anh ta tới sân tập xem bóng rổ. Về nhà thì dọn dẹp. Đều đặn 2 ngày một tuần, anh tham gia các buổi trị liệu vòng tròn tại nhà thờ. Trước khi đi ngủ, đều không quên viết nhật ký. Tất cả chỉ để giữ bản thân bận rộn, khiến Mr. Robot không có cơ hội len lỏi vào tâm trí anh. Các buổi tư vấn tâm lý với Krista vẫn diễn ra thường xuyên, nhưng Elliot vẫn chưa thực sự cởi mở về các vấn đề bản thân đang gặp phải. Vì dẫu đã cố gắng đến vậy, thì vấn đề của anh vẫn còn ở đó, hiện hữu ngay bên cạnh. Mr. Robot, ông ta dai dẳng dụ dỗ Elliot tiếp tục thân phận hacker. Khi bị phớt lờ, Mr. Robot chẳng ngại rút súng bắn vào đầu của Elliot. Toàn bộ những điều điên rồ mà ông ta làm đều diễn ra trong đầu Elliot và được anh ghi chép trong nhật ký. F-Society tiếp tục vận hành dưới sự cầm đầu của Darlene bằng việc đột nhập vào hệ thống Smart Home của Susan Jacobs, cố vấn cấp cao trong bộ máy AirCorp. Darlene cùng đồng bọn đã khiến Susan không chịu nổi phải rời đi và biến căn hộ hạng sang của cô ta thành căn cứ mới của F-Society. Lúc này, OnSafe đang đứng trước nguy cơ phá sản. Gideon thì bị FBI nghi ngờ đứng sau hoặc có dính líu tới vụ hack AirCorp nên đã tìm đến Elliot. Gideon yêu cầu Elliot sẽ đứng ra làm chứng, đồng thời Mr. Robot cũng thôi thúc Elliot giết Gideon. Mọi thứ khiến anh rối trí buộc phải bỏ về phòng, cố tự trấn an bản thân. Darlene thống nhất kế hoạch tấn công AirCorp Bank với Mobley. Theo đó, họ đã làm gián đoạn toàn bộ hệ thống ngân hàng của AirCorp bằng một đoạn mã độc yêu cầu tiền chuộc, bắt buộc một lãnh đạo của tập đoàn phải mang 5,9 triệu đô tiền mặt tới Battery Park City lúc 9 giờ tối. Đương nhiên là không được báo cảnh sát. Bàn luận với CEO Philip Price và CTO Scott Knowles, Susan cho hay thà xuống tiền nhanh gọn còn hơn là để hệ thống đóng băng trong nhiều ngày, nếu không tập đoàn sẽ sụp đổ, đồng nghĩa với việc FBI sẽ không nhúng tay vào vụ này. Vấn đề đặt ra là ai sẽ là người mang tiền đến điểm hẹn? Vẫn chưa nguôi ngoài nỗi thù mất vợ, Scott muốn được đối mặt với đám hacker nên đã tình nguyện ra mặt. Đúng theo yêu cầu, Scott đứng đợi trên vỉa hè với 2 túi tiền đầy ắp, đeo tai nghe siêu nhỏ để liên lạc từ xa với vệ sĩ. Sau một hồi ngó nghiêng qua lại, cuối cùng một thanh niên đạp xe tới trước mặt Scott, giao cho ông một chiếc ba lô rồi bỏ đi. Từ trong ba lô, Scott lấy ra một chiếc mặt nạ, một cuộc gọi đến thông báo ông có 10 giây để làm theo lệnh hoặc AirCorp Bank sẽ bị vô hiệu hóa. Rất nhanh, Scott đeo chiếc mặt nạ, chút toàn bộ 2 túi tiền ra ngoài và châm lửa đốt trước sự chứng kiến của đám đông người qua lại, trong đó có cả Darlene. Thảo luận với đại diện chính phủ về những biến cố xảy đến với AirCorp trong thời gian gần, Philip liên tục gặp những hồ nghi về tương lai của tập đoàn, thậm chí ý kiến yêu cầu ông từ chức cũng đã được đưa ra. Tại thời điểm này, Joanna tự do qua lại với nhân tình Derek trong khi ông chồng Tyrell đang mất tăm mất tích. Một ngày kia, Joanna nhận được một hộp quà đặt trước bệ cửa, bên trong là một hộp nhạc giấu một chiếc điện thoại bên dưới. Đến tối, một số lạ gọi đến chiếc điện thoại, đúng lúc Joanna chạy vào dỗ con khóc nên không bắt máy. Tham gia điều tra Gideon, có một nữ đặc vụ tên là Dominic DiPiero. Về phần Angela, cô nỗ lực thể hiện bản thân ở bộ phận truyền thông của AirCorp. Cô thương thảo thành công thỏa thuận với Bloomberg để ngăn việc họ đưa tin về bê bối đốt tiền của Scott trước sự ngạc nhiên của giám đốc truyền thông đương nhiệm Melissa. Hẹn gặp Antara ở một quán rượu, Angela còn cho biết cô sẽ từ bỏ vụ kiện và tiếp tục làm việc cho AirCorp. Việc quyết định của cô khiến nữ luật sư thất vọng ra về. Trở lại với Elliot, anh vô tình gặp Ray Hayworth, một giám sát trại giam địa phương đứng
đứng ra giải quyết mâu thuẫn giữa Leon và một người chơi quá khích, ra dắt cô chó Maxine tới bắt chuyện với Elliot. Mặc cho sự kiệm lời đến từ đối phương, Ray vẫn vô tư tán gẫu với Elliot. Ngày hôm sau, Ray vẫn tới trò chuyện với anh, cùng Maxine. Anh còn nói đã cho vợ biết cả hai đã kết bạn vì tối qua, hai người còn nói chuyện. Thực tế, Elliot không hề gặp gỡ Ray vào buổi tối, nhưng Mr. Robot thì không chắc. Nghe tới đây, anh vội đứng dậy ra về. Elliot lại vật lộn với việc loại bỏ người bố tưởng tượng ra khỏi tâm trí. Sự việc trở nên đáng lo ngại hơn khi Gideon trong lúc sầu đời, sau khi chia tay với Henry, đã tới quán bà và ngồi phiếm chuyện với một vị khách lạ có tên là Brock. Ai ngờ Brock lại là một gã có vấn đề thần kinh. Bất thình lình, hắn rút ra một khẩu súng và bắn chết Gideon ngay giữa quán rượu. Romero, người đứng ra thuê lại khu trò chơi Fun Society, trao đổi với Mobley về việc sang nhượng, duy trì hoạt động của các thiết bị giải trí, có thể giúp câu trộm điện và che mắt cho hoạt động bên trong. Tuy nhiên, khi Mobley thuyết phục Romero tham gia một dự án cùng mình, anh chàng gạt phăng. Việc chịu án phạt tù cho hành vi lừa đảo lợi dụng công nghệ cao đã khiến Romero giã từ sự nghiệp hacker. Chỉ khi Mobley giới thiệu về anh chàng coder cao thủ đủ giúp họ kiếm đậm, Romero mới cân nhắc đề xuất của Mobley. Và theo đó là cách F-Society được hình thành. Theo nguyện vọng của Elliot, Mr. Robot đã giúp anh liên lạc với Tyrell để hỏi xem anh ta đang ở đâu. Song câu trả lời nhận được lại là chưa đến được nơi cần đến. Mọi việc ngày càng mệt mỏi đối với Elliot, anh cố gắng tránh xa Mr. Robot bao nhiêu, ông ta lại càng cố gắng kiểm soát anh bấy nhiêu. Cộng với bản tin thông báo cái chết của Gideon trên TV, nỗi bất an trong anh lại được nhân lên. Mobley đến thăm nhà Romero và bắt gặp mẹ anh ta ngồi xem phim trong phòng khách. Bà bảo rằng mấy ngày nay chưa gặp con trai, dù Romero vẫn ở dưới lầu. Vậy nhưng, khi Mobley tìm thấy bạn, thì anh chàng đã nằm chết bất động với một vết thương trên đầu. Điều đó khiến Mobley và Trenton lo sợ rằng Dark Army đang xóa sổ những người liên quan, cũng như nghi ngờ nguyên nhân xuất phát từ anh em Alderson nhưng bị Darlene phủ nhận. Ray bắt đầu một ngày bằng bữa sáng và ngồi tán gẫu với vợ. Tuy nhiên, bàn ăn lẫn căn phòng ngoài anh ra thì hoàn toàn trống trơn. Việc bị đeo bám bởi nhân cách Mr. Robot đã khiến Elliot đi tới quyết định dùng thuốc hỗ trợ. Anh rời sân bóng và nuốt chửng một nắm Adderall. Để rồi trên đường về, Elliot chạm mặt một người đàn ông đeo kính đội mũ và bị một đám người áp giải vào xe. Bọn họ bắt trói anh tại một công trình bỏ hoang và dùng xà beng đổ bê tông vào họng anh. Tới khi tỉnh lại, anh thấy mình đang ói mửa liên tục đến khi nôn ra 4 viên thuốc. Mr. Robot ngồi trước mặt cạnh một chiếc mũ và một cái xà beng. Ngay tức thì Elliot nhặt lại chỗ thuốc vừa nôn ra và bỏ vào miệng nuốt, thách thức ông ta. Trao đổi với CEO về kế hoạch đăng tin của Bloomberg và bị bác bỏ, Angela lấy hết dũng khí đề nghị Philip xem xét lại. Vậy là ông ta chấp nhận thông qua, cùng với đó mời cô đi ăn tối cùng mình. Tại nhà hàng, Philip giới thiệu Angela với hai vị khách của ông, Jim, đối tác 27 năm của Aircorp, và Saw, chủ tịch quỹ phi lợi nhuận mà tập đoàn đầu tư vào. Sau bữa ăn, Jim và Saw ra về, Philip giới thiệu với Angela họ là hai người tốt, nhưng từng cùng ở chung trong văn phòng với Terry Copley khi tai nạn xả thải xảy ra. Philip lấy một đĩa CD chứa các bằng chứng sai phạm của Jim và Saul, giao cho Angela và cho cô toàn quyền quyết định với chiếc đĩa rồi ra về. Dominic tiếp nhận vụ án của Romero. Tại hiện trường, cô thấy một vài vật chứng liên quan đến nạn nhân, trong đó có bản danh sách các nhân viên FBI mà Romero đang khai thác thông tin. Dominic chụp lại những cái tên, trong đó có cả tên của cô. Trong khi đó, Ray đang thuyết phục RT, một hacker trung niên buộc tóc đuôi chuột, về làm việc cho mình. Anh ta run rẩy sợ hãi với nửa khuôn mặt bầm dập, bên cạnh một vợ con RT đang nơm nớp ôm nhau. Ray rời đi trên một chiếc xe tải được cầm lái bởi Lone Star. Cuộc hội thoại giữa cả hai chỉ ra, Ray đang tìm kiếm một lập trình viên có khả năng chuyển đổi dữ liệu, điều mà RT không thể làm được. Nhờ có Adderall, Elliot không cần ngủ mà vẫn tràn đầy năng lượng và sôi nổi hơn rất nhiều, đặc biệt là Mr. Robot đã biến mất cho tới khi giảm liều sau 5 ngày không ngủ. Thực tại lại như ác mộng với Elliot. Tại buổi trị liệu vòng tròn ở nhà thờ, anh tỏ ra rệu rã, thậm chí còn bác bỏ những kỳ vọng cứu rỗi từ Chúa, rồi quăng cuốn nhật ký vào sọt rác trước khi bỏ đi. Ray tới tìm Elliot đang ăn tối tại nhà hàng, mang theo cuốn nhật ký em ném đi và bắt đầu tiết mục tâm sự. Ray bộc bạch về người vợ quá cố và cách mà anh vượt qua nỗi đau đó. Đồng cảm với Ray, Elliot theo anh ta tới văn phòng, cùng nhau hàn huyên. Tại đây, Ray mong muốn Elliot mở lòng về Mr. Robot, người được anh đề cập trong cuốn nhật ký. Nghe vậy, Elliot đứng lên toan bỏ về, thì ở phía bên kia căn phòng, Mr. Robot xuất hiện. Vài ngày sau, Dominic tới nhà Romero để điều tra,
Nhờ giúp mẹ Romero cuốn xả cân, Dominic đã được bà cho hay về một người bạn thường qua lại với con trai mình, tuy nhiên do tuổi cao nên cũng không rõ tên anh ta. Trong đống đồ dễ vỡ, Dominic tìm thấy những tờ giấy in code được dùng để bọc chén bát, kèm theo đó là một tấm poster chiêu mộ mà F Society đã phát tán trong mùa 1. Nhờ đó, cô tìm tới khu vui chơi bỏ hoang. Vào Halloween năm trước, Darlene quay lại thành phố và bất chợt tìm tới căn hộ của anh trai với chiếc mặt nạ trên mặt. Cô năn nỉ Elliot dành ngày lễ đặc biệt này cho mình như lúc bé và anh đã đồng ý. Xem phim một hồi, Elliot lấy một chiếc áo khoác có in logo Mr. Robot ra để khoe với em gái. Darlene phấn khích bảo anh mặc vào và đeo chiếc mặt nạ lên mặt. Và đây chính là khoảnh khắc mà anh tìm thấy một kế hoạch có thể biến anh thành người hùng và quyết định dùng Darlene để thực hiện nó. Quay trở lại thời điểm hiện tại, Darlene ghé qua thăm Elliot. Anh đã khuyên em gái nên dừng việc cô đang làm lại. Khu vui chơi sau khi bị Dominic phát hiện thì nhanh chóng được FBI ghé thăm vì cơ sở này từng câu trộm điện lưới. Dominic tin rằng F Society có liên quan đến cái chết của Gideon và Romero, mặc cho cấp trên và cộng sự phủ nhận. Song cũng tại đây, tổ điều tra đã tìm thấy một vỏ đạn. Joanna thường gặp gỡ Karim, nhân chứng nhìn thấy một chiếc SUV của Tyrell đậu bên ngoài vào đêm Elcop bị tin tặc tấn công, mục đích là bịt miệng anh ta bằng tiền để khai man với cảnh sát. Tuy nhiên, tài xế của Joanna cho hay cô sắp cạn tiền vì vụ này, đồng thời Elcop cũng chưa chi trả trợ cấp nghỉ việc của Tyrell. Điều này buộc Joanna tìm tới nhà Scott. Cô ra điều kiện với ông ta, nếu nhận được trợ cấp sẽ đứng ra làm chứng Tyrell không về nhà cùng mình vào đêm Sharon bị sát hại. Nhận lại vẫn là thái độ từ chối của Scott, Joanna lại về bên anh bồ Derek. Anh chàng chia sẻ nguyện vọng được cùng cô tới Madrid, nhưng với đồng lương DJ và pha chế bán thời gian của Derek, Joanna không tin vào dự định đó, dẫu cô vẫn yêu anh. Về phía Elliot, anh thường ghé văn phòng Ray để tâm sự. Mr. Robot thì không ngừng lảng vảng quanh anh. Ông ta ra điều kiện sẽ buông tha Elliot nếu anh chơi cờ vua thắng mình. Ngược lại, Mr. Robot sẽ toàn quyền kiểm soát tâm thức Elliot. Trong khi Krista ngăn cản điều đó, thì Leon nhận ra bạn mình gặp vấn đề gì đó, nên đã động viên Elliot làm điều mình muốn, để rồi anh ta quyết định đánh cờ với chính nhân cách của mình. Với lòng tin, khi mọi chuyện đã kết thúc, Elliot có thể sống một cuộc sống bình thường với những người anh từng tiếp xúc, bất kể là yêu hay ghét, tốt hay xấu. Cuối cùng, ván cờ lại kết thúc khi cả hai người chơi đều vào thế bí. White Rose gọi cho Philip, gây sức ép buộc ông ta tuân thủ đường lối đã thống nhất từ trước. Darlene và Cisco bí mật hẹn gặp. Cisco cho hay hung thủ đứng sau cái chết của Romero không phải là Dark Army. Cùng FBI đã phát hiện ra Romero đang đào bới thông tin của những đặc vụ liên quan đến chiến dịch Project Barrenstein. Khi đã dần mở lòng với Ray, Elliot đã đồng ý giúp anh ta sửa máy tính. Nhưng thực chất là bí mật dùng máy tính của Ray để liên lạc với Darlene để cùng nhau hack vào hệ thống FBI. Trước khi đi, Ray còn cử Lone Star ở lại canh chừng trong lúc anh ta không có mặt tại văn phòng. Bằng máy tính của Ray, Elliot cài một dòng mã độc anh ta tự viết vào hệ thống FBI. Đồng thời, Elliot báo với Lone Star rằng anh cần liên lạc với kỹ sư từng lập trình cho máy tính trước đó để khôi phục lại một số dữ liệu cần thiết. Người đó không ai khác chính là RT. Vì không còn cách nào khác, Ray miễn cưỡng bố trí cho Elliot gặp RT, đương nhiên là vẫn dưới sự giám sát của Lone Star. Từ đây, Elliot nhận thấy điều bất thường ở anh kỹ sư tóc đuôi chuột này, từ khuôn mặt bị thương tới thái độ run rẩy khép nép. Thông qua trao đổi văn bản trên màn hình máy tính, Elliot hiểu rằng RT bị Lone Star đánh đập, buộc anh phải làm việc cho Ray, kẻ điều hành một trang web đen chuyên mua bán giao dịch vũ khí, chất cấm và nô lệ tình dục. Darlene thì bảo với Angela rằng họ có thể xóa sạch chứng cứ của FBI liên quan đến việc cô từng cho chạy CD độc vào hệ thống máy tính, khiến OnSafe khốn đốn, chỉ cần Angela chịu giúp họ. Song cô vẫn không chấp nhận mạo hiểm mà từ chối đề nghị của Darlene. Nhưng mọi thứ thay đổi sau khi Angela gặp mặt người yêu cũ Ollie, nhận thấy điện thoại anh ta đặt úp trên bàn, cô nghi ngờ lật lên xem thì phát hiện Ollie đang ghi âm cuộc nói chuyện từ hai người. Từ đó Angela biết được FBI đã yêu cầu Ollie cung cấp thông tin về cô để điều tra. Vì vậy, Angela quyết định sẽ giúp Darlene hack mạng lưới FBI để xóa sạch chứng cứ bất lợi cho mình. Trong một diễn biến khác, Rakim hẹn gặp để cho Joanna biết anh không chịu được sức ép điều tra của FBI, phần vì đã sắp kiệt quệ không thể đút lót tiền để Rakim tiếp tục giữ bí mật. Joanna theo đó lệnh cho tài xế của mình lấy mạng anh ta và giàn dựng như một vụ cướp của. Sau khi ông tài xế hoàn tất kế hoạch diệt khẩu, Joanna cũng nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, chỉ cất lên những chuỗi thở nặng nề, khiến cô nghĩ rằng đó có thể là Tyrell.
Cùng với đội đặc nhiệm của FBI, Dominic đã tới Trung Quốc gặp mặt với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Trương để trao đổi về sự dính líu của Dark Army với sự kiện mùng 5 tháng 9. Và từ đây bạn có thể nhận ra White Rose thực chất chính là ông Trương. Trong buổi gặp mặt hai quốc gia tại nhà ông Trương, Dominic còn có cơ hội trò chuyện riêng với ông ta và được xem tủ đồ treo đầy những bộ sườn xám mà ông Trương nói rằng thuộc về người chị gái của mình. Nhưng thực chất lại chính là trang phục của thủ lĩnh nhóm hacker mà Dominic đang điều tra. Ngay ngày hôm sau, văn phòng lưu trú của FBI tại Trung Quốc bị hai tay súng tấn công. Hầu như toàn bộ nhân sự trong đội ngũ của Dominic đều thiệt mạng. Cô may mắn trốn sau bàn nên sống sót. Tương tự cấp trên của Dominic vì đang trong văn phòng nên mới toàn mạng. Tuy nhiên, hai tay súng đã tự sát bằng súng sau khi tiếp cận trụ sở. Đêm hôm ấy, một nhóm côn đồ đột nhập nơi ở của Elliot, áp giải anh ra vỉa hè. Cùng lúc Ray xuất hiện, ném ra chỏm tóc đuôi chuột dính máu và lệnh cho đám tay chân nện Elliot tơi bời, không quên nhắc nhở hắn đã cảnh báo anh từ trước. Elliot tỉnh dậy thấy mình lạc vào trong một series hài sitcom nơi anh, Darlene cùng bố mẹ đang tham gia một chuyến đi gia đình. Thấy cảnh mình bị đánh đấm túi bụi trên màn hình máy chơi game của em gái, Elliot chưa kịp phản ứng thì Edward đã nhắc anh phải nhìn về phía trước. Trong cốp xe là Tyrell bị trói đang vùng vẫy, liên tục cầu cứu và tìm cách bỏ trốn. Cuối cùng Edward đã tác động vật lý buộc anh ta im lặng. Tỉnh lại trên giường bệnh, Ray đến bên Elliot, tâm sự về người vợ quá cố và báo cho anh hay từ giờ hắn sẽ là cấp trên của anh. Ray vừa đi khỏi thì tay chân của gã lao vào đánh đập Elliot, chỉ có Mr. Robot ở bên ôm lấy anh, nói đúng hơn là bảo vệ tâm trí của Elliot. Trở về quá khứ, khi thông báo với con trai về tình trạng sức khỏe đang yếu dần của mình, Edward đã bày tỏ nguyện vọng mở một cửa hàng máy tính và cho phép Elliot đặt tên cho nó. Tại thư viện nơi Cisco làm việc, Shun, người của Dark Army, cùng hai tên tay chân trực tiếp tìm đến để giao thiết bị phục vụ cho kế hoạch xâm nhập vào FBI của F-Society. Vốn dĩ Dark Army đã nảy sinh hoặc nhằm vào F-Society thì từ trước. Nhân cơ hội này, ba nhân sự của tổ chức khống chế Cisco ghim một kim tiêm tẩm thuốc mê vào ngón tay anh. Bàn luận về vụ xả súng ở Trung Quốc với cấp trên, Dominic khẳng định chắc nịch rằng việc có liên quan đến Dark Army. Trong khi sếp của cô một mực bác bỏ, cho rằng hung thủ là hai thành phần ly khai tự phát. Quốc hội Hoa Kỳ cũng từ chối thông qua gói viện trợ vay từ Trung Quốc của Philip Price. Lý do đơn giản là bởi bốn đặc vụ quốc gia đã tử nạn tại đây và đàm phán đã thất bại. Nhằm triển khai kế hoạch tác chiến, Darlene và Mobley đã cùng nhau phối hợp đào tạo Angela sử dụng ngôn ngữ lập trình để tạo ra lỗ hổng giúp họ thâm nhập vào hệ thống của FBI. Kế hoạch của họ tương đối khả quan. Với tư cách là một nhân viên Aircorp, Angela chót lọt vượt qua hàng rào của FBI và phải nhận lời mời hẹn hò với anh ta. Darlene và Mobley từ xa liên lạc với cô qua tai nghe, thành công lọt vào hệ thống an ninh FBI ngay trước khi Dominic xuất hiện và bắt chuyện với Angela. Và chẳng phải tự nhiên mà Angela lọt vào tầm chú ý của Dominic. Nữ đặc vụ đã tìm hiểu về quá khứ của Angela và tự dấy lên nghi ngờ về cô. Sau khi suôn sẻ hack vào máy chủ FBI, Angela tìm gặp Darlene để hỏi cặn kẽ về âm mưu của hai anh em. Bởi lẽ chiếc mặt nạ xuất hiện trong bộ phim kinh dị họ xem lúc nhỏ, mỗi dịp Halloween đã khiến cô sinh nghi về kẻ đứng sau F-Society, chính là hai người bạn thời thơ ấu của mình. Angela giải quyết vụ kiện xả thải Washington Township với Aircorp và dưới sự tác động của Philip, cô được luân chuyển vào bộ phận quản lý rủi ro của tập đoàn sau khi Susan rời đi. Và ngay buổi họp ra mắt quản lý bộ phận, Angela đã có phần lấn lướt khi yêu cầu quyền truy cập tài liệu khiến cấp trên không hài lòng. F-Society lúc này đã có thể tác động vào kết quả bầu chọn thông qua viện trợ của Philip. Sau chuỗi ngày dài đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Mr. Robot đã thừa nhận việc họ đã bắn Tyrell. Trong giai đoạn này, Elliot bị buộc phải hoạt động phục vụ cho đường dây bất chính của Ray. Anh được giao nhiệm vụ fix lỗi cho trang web của hắn. Nhưng việc kiểm soát một hacker cao thủ như Elliot gần như là không thể, nhất là khi anh sở hữu những kiến thức phần mềm mà chúng có học cả đời cũng chưa chắc đã hiểu hết được. Lợi dụng thời cơ này, Elliot đã lén đánh động tới FBI những giao dịch môi giới mại dâm, vũ khí và chất cấm của Ray trên Dark Web. Khi Ray kịp nhận ra, hắn lại phần nào hối hận về những gì đã làm với Elliot nên đã phóng thích anh ngay khi FBI ập tới. Trong tình thế đó, Mr. Robot thúc ép Elliot nắm quyền đứng đầu, làm lành với Ray để đôi bên cùng có lợi, nhưng anh vẫn lựa chọn dừng hoạt động trang web. Theo lẽ đó, Elliot bị một nhóm côn đồ chặn đầu, phải tới khi Leon xuất hiện, ngăn cản và xử đẹp từng tên, Elliot mới an toàn. Sự thật về Leon được tiết lộ rằng anh cũng là một phần của Dark Army, nhận nhiệm vụ của White Rose để bảo vệ Elliot. Cùng với đó nhắc nhở rằng Elliot sắp nhận được một lá thư và hãy làm theo những gì mà được chỉ dẫn. Sau cùng, tại buổi trị liệu với Krista, Elliot thừa nhận anh chưa từng quay lại nhà của mẹ. Thực tế, khoảng thời gian vừa rồi anh ở trong tù, những lịch trình nghiêm ngặt là bắt buộc.
Các buổi trị liệu vòng tròn là hoạt động ngoài giờ dành cho tù nhân. Krista thường xuyên tới trại giam để hỗ trợ tư vấn tâm lý cho Elliot, cũng như xúc tiến quá trình điều tra, chứ hoàn toàn không có buổi trị liệu nào cả. F Society lần ra được bản chất chiến dịch Project Barenstein là quá trình theo đuổi bất hợp pháp trên 3 triệu công dân nhằm phục vụ cho công cuộc điều tra sự kiện mùng 5 tháng 9. Project Barenstein đã xác định được tổng cộng 16 nghi phạm hàng đầu, nhưng một trong số đó đã qua đời. Mobley nghi ngại rằng nghi phạm đó chính là Romero, hay nói cách khác, FBI đã đánh hơi ra được tung tích của họ. F Society rất nhanh đã phát tán thông tin này để gây bất lợi cho FBI. Tuy nhiên, căn cứ của nhóm bị bại lộ khi chủ nhà là Susan Jacobs đã quay trở lại và bắt gặp họ. Song Susan bị hội đồng bắt trói, cả nhóm còn cố hack thông tin của Susan để uy hiếp. Và rồi Darlene chợt nhớ đến nụ cười của Susan khi Acop nhận phán quyết trắng án trong vụ rò rỉ chất thải đã cướp đi mạng sống của cha cô. Darlene dí súng điện làm Susan bất tỉnh, nhưng vì sức khỏe tim mạch không ổn định dẫn đến việc Susan tử vong. Darlene tuyên bố đó chỉ là tai nạn do hành vi tự vệ của cô. Darlene và Cisco cùng nhau thiêu xác Susan, trong khi cả Mobley lẫn Trenton đều không giấu được bồn chồn. Trong quá trình tìm kiếm Tyrell, Dominic thẩm vấn chàng thạc sĩ quản trị kinh doanh mà Darlene từng qua lại, cũng là chủ nhân khẩu súng mà cô trộm. Dựa theo tờ rơi tìm thấy ở nhà Romero, Mobley cũng được triệu tập để điều tra về khu vui chơi. Anh tỏ ra không hay biết về vụ việc. Dominic cũng buộc phải phóng thích Mobley. Nhận thấy sự việc đang chuyển biến xấu, Mobley khuyên Trenton nên cùng anh chạy trốn. Nhưng vì bị Dominic mời tới thẩm vấn mà Mobley tới muộn 2 tiếng so với giờ hẹn Trenton. Trong khoảng thời gian này, Angela cũng rơi vào mối quan hệ chớp nhoáng không ràng buộc với một anh chàng ở quán bar, cũng là một đặc vụ hoạt động cho FBI. Nhưng rất nhanh, Angela bỏ anh chàng để theo một người đàn ông lớn tuổi. Một sáng nọ, trong lúc Cisco đang tắm, Darlene mở máy tính của anh thì thấy Cisco đang cung cấp hình ảnh và thông tin của mình cho Dark Army. Ngay khi anh chàng bước vào và nhận ra chiếc laptop đã bị phá nát, Darlene đã cho Cisco một gậy. Cảnh sát gõ cửa và bắt giữ Elliot vì đánh cắp thông tin và cướp chó của Lenny. Anh thừa nhận mọi tội trạng và bị tống giam tại nơi Ray làm quản ngục. Từ đây, Elliot bắt đầu hình thành những ảo tưởng của mình và Leon cũng là một trong số bạn tù của anh. Dù nhận án tù 18 tháng giam giữ, nhưng để kiểm soát chi phí vận hành nhà tù mà Elliot được tại ngoại chỉ sau 86 ngày, anh cũng hay tin dữ từ Darlene rằng Mobley và Trenton đã mất tích. Thông qua Cisco, hai anh em hack được điện thoại đặc vụ Suns của Dark Army, theo dõi các đoạn hội thoại liên quan đến một dự án mang tên Giai đoạn 2. Angela khi ấy đã liều mình đột nhập vào hệ thống mật của Aircorp và phát hiện ra rằng hậu quả do rỉ chất thải năm xưa chưa hề được khắc phục, nhưng rồi lại quá dè chừng và bất an để tố giác. Dominic còn chủ động tìm đến Angela để cho hay cô đã hết sự lựa chọn. Sự việc bỗng chốc diễn biến tệ hơn khi Darlene biết rằng cô đã bỏ sót một đoạn băng ghi hình của F Society có mặt tại nhà của Susan, và Cisco là người nhận nhiệm vụ để đi lấy đoạn băng về. Tại mộ Lester Moore, CEO tiền nhiệm của Aircorp White Rose tiết lộ cho trợ lý riêng rằng chính bà đã dàn xếp tai nạn máy bay cho Lester vì nhúng tay vào dự án của mình. White Rose tiểu tiện ngay trên bia mộ của Lester. Philip cuối cùng cũng lấy được lòng ông Trương bằng cách thuyết phục rằng ông ta có thể duy trì dự án nếu Trung Quốc cho Aircorp vay một khoản hỗ trợ. Về phía Elliot, anh nhận ra rằng bằng một cách nào đó có thể tách mình khỏi Mr. Robot tại căn hộ của Elliot. Trong lúc tìm hiểu về Dark Army, Darlene được biết giai đoạn 2 chính là kế hoạch của Elliot. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, cô ra mở thì thấy Joanna đang đứng đợi trước nhà của anh trai mình. Gặp mặt Elliot, Joanna thuyết phục anh kiểm tra chiếc điện thoại mà cô tin là do Tyrell gửi đến. Price đưa ra yêu cầu cho Copley sử dụng các mối quan hệ chính trị của mình để cho phép Trung Quốc thôn tính Congo, đổi lại là khoản viện trợ tài chính cho Aircorp. Cisco tìm thấy Vincent, một thành viên của F Society bị thương tương đối nặng, đang mê man bất tỉnh nên đưa đến chỗ Darlene và thuyết phục cô nên để anh chàng tới bệnh viện. Nhưng như vậy là quá mạo hiểm ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là khi một nhân chứng đã chỉ điểm Cisco rời khỏi nhà Susan. Đội ngũ điều tra bắt đầu tìm hiểu xem Susan có thực sự đang đi du lịch hay bị mất tích. Vậy là chẳng mất quá nhiều thời gian, hình ảnh của Cisco được truyền thông lan truyền như một nghi phạm của cuộc tấn công ngày 5 tháng 9, bất chấp Dominic đề phòng khả năng tấn công của Dark Army. Elliot lần theo cuộc gọi đến một khu dân cư, nhưng ông tài xế Sutherland dám chắc nếu dựa trên các địa điểm đó sẽ có thể là hành tinh của Tyrell. Không lâu sau, Elliot gặp Angela tại ga tàu điện ngầm
cô khiến anh nhận ra trong tiềm thức của mình tồn tại khá nhiều khoảng trống, cũng cảnh báo Elliot không nên tin tưởng Mr. Robot. Về phần mình, Angela dự định sẽ thú nhận với luật sư về những gì đã tiếp tay trong vụ hack hệ thống FBI. Sau khi hôn Elliot, cô bị hai kẻ lạ mặt tiếp cận. Dominic bám đuôi Darlene và Cisco tới một nhà hàng. Khi cô vào trong, một tay súng của Dark Army bất ngờ nổ súng hướng vào nhà hàng. Khi cảnh sát vừa ập đến, thì hắn tự sát bằng một phát đạn. Dominic cũng lao ra ngoài với cơ thể dính đầy máu. Dominic yêu cầu điều tra vụ xả súng như một động thái khiêu khích chiến tranh có khả năng gây ra bởi Dark Army. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chính phủ sẽ không dại gì mà làm Trung Quốc bất lòng sau khi họ vừa cho Mỹ vay 2.000 tỷ đô la. Philip dùng khoản viện trợ để củng cố đồng eCoin, buộc chính phủ hỗ trợ ông ta để quốc gia bắt kịp nền kinh tế Trung Quốc và tái thiết ngành ngân hàng. Joanna coi vị trí mà chiếc điện thoại cung cấp như một món quà Tyrell đã để lại cho mình. Angela bị áp giải tới một căn hộ và nhốt lại trong phòng kín, nơi một cô bé liên tục đưa ra những câu hỏi kỳ quái, như thể đang đánh giá tâm lý của Angela. Người ra lệnh bắt giữ cô không ai khác ngoài White Rose. Theo kế hoạch của bà ta, thì Angela phải bị trừ khử từ nhiều tháng trước. Song bà ta vẫn muốn Angela tin vào lý tưởng của mình và khẳng định mẹ của Angela cũng như Edward đã hy sinh vì một điều cao cả. Trở về thành phố tối hôm đó, Angela đã bảo Antara cắt đứt mọi liên lạc với mình. Elliot vận dụng Lucid Dream để chứng kiến quá trình Mr. Robot giải mã một tin nhắn. Anh cố gắng giành lại quyền kiểm soát khi lên một chiếc xe taxi và một lần nữa kinh ngạc khi thấy Tyrell bước vào xe. Nhưng chỉ có Elliot thấy được anh ta, người tài xế hoàn toàn không nhận thức được sự có mặt của Tyrell, thậm chí còn tống cổ anh ra khỏi xe. Thế nhưng dù vậy, Tyrell vẫn hiện hữu trước mặt của Elliot. Anh ta cho Elliot biết Dark Army đã sẵn sàng cho giai đoạn 2 và Elliot chắc chắn sẽ hài lòng với nó. Một tháng trước đó, Tyrell khẩn khoản yêu cầu Mr. Robot hay chính Elliot cho mình được tham gia kế hoạch của F-Society. Còn hiện tại, cả hai dẫn nhau tới một địa điểm bí mật, đối diện với nơi Elcorp tổng hợp giấy tờ sổ sách. Tại đây, Elliot nhận ra giai đoạn 2 thực chất liên quan đến việc dàn xếp một vụ nổ tại cơ sở giao lưu để xóa sổ toàn bộ dữ liệu của Elcorp. Quay lại với Joanna, chủ nhân chiếc điện thoại không phải Tyrell mà lại là Scott. Ông ta muốn hành hạ để cô phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân yêu. Biết được điều đó, Joanna buông lời nhục mạ Scott và cả Sharon quá cố. Scott chả buồn nhẫn nhịn mà xông tới bóc cổ và đấm cô ta tới tấp. Để trả thù, Joanna thuyết phục Derek vu khống Scott giết vợ sau vụ xả súng tại nhà hàng. Darlene, người có mặt tại hiện trường, nghiễm nhiên lọt vào diện điều tra của FBI và chẳng có lý nào Dominic lại không tham gia vào thẩm vấn. Trước sự thiếu hợp tác của Darlene, Dominic cho biết vai trò quan trọng của cô trong vụ án liên quan đến anh trai khiến thái độ Darlene dần có sự thay đổi. Dù biết rõ Tyrell chỉ là một cơn hoang tưởng do chính mình tạo ra, Elliot vẫn theo lời anh ta mà khôi phục lại phần mềm. Nhưng giống như những gì mà Mr. Robot từng làm, Tyrell rút khẩu súng Darlene đánh cắp mà bắn Elliot. Thấy Elliot ngã gục, Tyrell hoảng loạn gọi cho Angela, hay nói đúng hơn là nhân cách khác của Elliot đang cầu cứu cô. Angela thuyết phục Tyrell rời đi để Elliot tỉnh lại. Cuối phim, Mobley và Trenton được tiết lộ đang bí mật sinh sống ở bờ Tây. Cả hai trò chuyện, Trenton cho Mobley biết cô ấy đã tìm ra cách để khôi phục lại hệ thống sau vụ hack. Đúng lúc này, Leon đi ngang và dừng lại hỏi chuyện họ. Và đó là những gì đã xảy ra trong Mr. Robot Season 2 và cũng tương tự như mùa đầu. Điểm kết của 12 tập phim vẫn để lại không ít trăn trở và hiếu kỳ cho người xem. Bản thân mình cũng rất tò mò về những diễn biến tiếp theo. Vậy nên nếu có cùng cảm nhận, đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới để Way Too Weird sớm cho ra tóm tắt mùa 3 các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird, out.